chúng ta trong một cái căn bệnh là còn được giảng sư rất là chứng. Trước khi mà buổi pháp thoại trên đây của mọi người, con cũng dẫn ngài và đại chúng chấp tay nghiêm trang về việc phòng cầu đặc biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các quý vị mà đi giảng nó hơi khó,
Mình biết là với thầy ấy, thì càng khó hơn nữa, bởi vì thầy gần như là chuyên môn về thiền thôi. Mặc dù là từ nhỏ đã nghiên cứu Phật giáo Bắc Tông, bởi vì thầy hồi nãy thầy có nói với thầy Nguyên Tàng là thầy thì hồi ở Huế đi chùa Hải Đức và là rất thân với chùa Hải Đức, bởi vì trong nhà cha mẹ thì cũng là cứ đi ở chùa Hải Đức. Ông Hải Đức cũng là một vị nổi tiếng. Thì nhưng mà quý y thì lại quý y của ông Công Hồng cho nên là có thể nói là từ nhỏ là cái truyền thống theo truyền thống Phật tâm. Trong nhà đó thì ông chú của thầy đó là làm cái cơ quan văn hóa của Phật giáo, đó là Phật giáo thống nhất Việt Nam, tức là từ Phật giáo thống nhất Việt Nam rồi đến Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì sau này Việt Nam thì có Phật giáo Việt Nam. Thì đấy tại qua nhiều cái thời kỳ như vậy, nhưng cái thời mà đầu tiên thì cái thời đó là ông chú thầy là làm trong cái bản văn hóa của nhà rồi thời đó. Cho nên đó hồi đó thì kinh sách còn ít, nhưng mà bất kỳ mà ở đâu mà có xuất bản kinh sách đó thì ông chú của thầy đều có được ảnh. Nên từ hồi nhỏ có thể nói là mới có mười mấy tuổi thôi đó, là đã đọc kinh sách rất là nhiều. Cũng như chắc là cái duyên đà khá lắm, nếu từ hồi nhỏ là đã được đọc kinh điển rất nhiều rồi. Rồi sau này thì lại có duyên lại đi xuất gia theo Nam Tông, lại nghiên cứu Nam Tông. Và sau này đó, vì lúc nhỏ đọc kinh điển Bắc Tông thì cũng chưa có thâm nhập được nhiều lắm, nên sau này khi nghiên cứu kinh điển Nam Tông rồi đó, thì lại đọc kinh điển Bắc Tông lại một lần nữa. Và bắt đầu là thấy ra được cái điểm mà chung giữa cái Bắc Tông và Nam Tông, tức là ngoài một số hình thức về mặt tổ chức cũng như là về mặt trình bày ngôn ngữ thì có vẻ khác nhau, nhưng mà nếu đi sâu vào cái cốt lõi của mỗi đạo thì là thật ra là các tông phái đều có cái đồng nhất. Thì đạo Phật của mình á, cái đồng nhất của đạo Phật chính là cái gì như thiền đó, thì cũng nói là tâm tông. Đức Phật ngài rằng là tâm dẫn đầu cả pháp, và tất cả các tông phái khác thực ra là chính yếu là để nói về tâm. Đức Phật trong kinh Luân Thủy thì Đức Phật ngài có nói là cái này các tỳ kheo, tâm này là chói sáng. Đức Phật gọi tâm chói sáng đó là cái phát xa ra chi tai, tâm chói sáng. Và có lẽ là tịnh độ mà có Đức Phật A Di Đà là vô lượng quán thì cũng xuất phát từ cái tâm chói sáng đó, bởi vì tâm này là vô lượng quán. Cái tâm này vốn là vô lượng quán. Tiếng Pali là Pāpāsarā Citta. Như vậy thì chúng ta thấy là cho dù là Bậc Tông hay là Thiền Độ hay là Thiền Tông hay là Nam Tông thì cũng đều lấy cái tâm làm chính. Thì cái tâm của mình đó, là nó có một cái đức tính của cái tâm, chính yếu của đức tính của cái tâm là sự soi sáng. Cho nên gọi là cái tâm phát sáng. Chỉ cái thiền mà Vipassana đó, cái thiền Vipassana đó, thì nếu mà mình dịch ra tiếng Việt cho nó dễ hiểu đó, thì gọi là thiền soi sáng. Thiền soi sáng. Và ở trong thiền tông thì cũng nói là kiến tánh thành Phật. Chữ kiến tánh đây tức là soi sáng để thấy ra được cái tâm của mình, cái bản tâm của mình. Và tiền đồ đó mà mình niệm Phật thì trên cái vận dụng thì nói là mình niệm Phật để đến cái cõi tiền đồ, và hôm đó có Đức Phật A Di Đà tiếp nhận.
Nhưng mà Đức Phật có câu nói rằng là tùy vì tâm định tức Phật độ định, tức là khi tâm mình mà thanh tịnh thì đó chính là tịnh độ. Cho nên tôi nói là từ tánh duy đà duy tâm tịnh độ, tức là từ tánh của một người chính là duy đà, tức là cái tâm mà Phật phát ra đi ra thì tâm nói đó chính là Phật duy đà. Và cái tâm mình thanh tịnh á tức là tịnh độ. Cho nên tôi nói là tùy kỳ tâm định tức Phật độ định. Và khi một người mình niệm Phật mà đến chỗ mà nhất tâm, nhất chỗ là nhất niệm, không còn một cái tạp niệm nào khác, thì lúc đó chính là tâm thanh tịnh. Cho nên có cái câu là nhất cú di đà vô biệt niệm, bậc lao đẳng chỉ giáo thế phương. Tức là nếu một câu A Di Đà, câu niệm A Di Đà mà không còn vì một cái niệm nào khác xem vào, tức là nhất tâm nhất niệm, thì bất lao đàn chỉ đạo đại phương. Chỉ bất lao đàn chỉ đạo đại phương có nghĩa là đàn chỉ là một sát na, tức là không cần nói cho cái gì đều nói như trong cái nguyên thì gọi là akaniko, tức là không có thời gian, không có thời gian, tức là không cần thời gian để đến khỏi A Di Đà. Ví dụ giờ khỏi A Di Đà ở đại phương đây, giờ mình đi tới đó bằng phương tiện gì đó cũng không mất bất thời gian. Nhưng mà trong này nói là bất lao đàn chỉ, tức là không cần phải mệt nhọc phải đi qua một cái sát na. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngay đó là có trình độ. Tức là nếu những người nào đã một niệm Phật đến chỗ tâm thanh tịnh thì ngay đó là trình độ. Và khi tâm thanh tịnh đó thì Phật ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Thì thấy rõ các pháp ở đây tức là hoàn toàn sáng suốt để biết mình làm gì, nói gì, hành động như thế nào là mình đều biết rõ. Cho nên loài cái lúc mà tâm mình thanh tịnh như vậy đó chính là được A Di Đà tiếp nhận. Tức là lúc đó chính cái tâm tối sáng là hướng dẫn cho mình làm tất cả mọi sự, mọi việc mà không có gì sai lầm được. Thì cái ý này nó là nói chung cũng như bên tịnh độ bên mật tông thì nói là thường cái câu cốt lõi của bên mật tông là Om Mani Padme Hum. Thì Om Mani Padme Hum chính là cái là mình là mình là cái bên đó mình là một cái thân ngũ uất cũng là bất tịnh, nhưng mà thực ra đó là hoa sen. Chính thân mình là hoa sen mà trong thân mình đấy có như một quý, đó chính là bản tâm mà cái tập này gọi là pháp phan sarayita. Như vậy tức là hoặc là cái nhiều pháp liên hoa thì cũng thực ra là nói về bản thân mình, về nói bản tâm của mình. Cho nên tôi nói là cái mục đích Phật ra đời ấy, chính là để khai thị một dạng Phật tri kiến. Phật tri kiến đó chính là cái thấy biết chói sáng của cái tâm, cái bản tâm của mỗi người. Vì vậy mà trong tất cả cái việc tu hành, cho dù là việc tu hành đó là ở tông phái nào và tu theo pháp môn nào, phương tiện nào, thì rõ ràng là tất cả đều là quay về với cái tâm tối sáng, hay là cái tâm vô lượng quan, hay là cái tâm mà luôn là thanh tịnh trong sáng. Tức là hai yếu tố quan trọng đó là thanh tịnh và trong sáng, hay là niềm của tuệ. Đó là hai yếu tố mà bản tâm của mọi người sẵn có. Thật ra cái thanh tịnh trong sáng này ấy, cũng là đơn giản thôi, không phải mà quá khó khăn như mình nghĩ. Nhiều khi mình đọc tin sách hay là nghe nhiều người nhà thì quá nhiều cái ngôn từ, rồi qua cái ngôn từ đó mình tưởng tượng ra quá nhiều, cho nên đâm ra mình nghĩ rằng là đạo Phật là rất khó, rất là khó thông nhận. Nhưng mà thực ra khi mình cái tâm mình mà giảm gì nhất, tâm mình mà đợt về với cái giảm gì nhất
Thì chính đó là cái ông mà thanh tịnh trong sạch. Mình cứ nghĩ rằng là mình phải rèn luyện, mình phải tu tập cho đến lúc nào đó cái tâm mình tốt hơn và thanh tịnh trong sáng. Nhưng mà thực ra cái mà thanh tịnh trong sáng mà mình cố rèn luyện để mà tập để mà đạt được đó, thì cái tâm đó này là cái tâm hàng ngày, bởi vì cái tâm đó do mình tạo ra, do mình cố tu tập để tạo ra để đạt được. Trong khi đó cái bản tâm vốn nó là thanh tịnh trong sáng. Do đó mà có một vị thiền sư Nhật Bản là Ban Kê, vì nó không có dạy gì cả, vì nó dạy chỉ cần là tâm bất sinh là được. Làm gì mà tâm bất sinh là được? Có thể hành động nói năng suy nghĩ, có thể làm tất cả mọi việc, nhưng mà tâm bất sinh. Tại vì sao? Bởi vì khi tâm bất sinh á, tức là cái tâm đó là thanh tịnh trong sáng. Tâm bất sinh tức là tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì tâm sáng. Một khi tâm thanh tịnh trong sáng thì hành động nói năng suy nghĩ gì cũng đều là đúng đắn. Vì vậy mà thiền sư Ban Kê là chỉ dạy một điều thôi, là tâm bất sinh. Tức là tâm bất sinh là sao? Thí dụ như bây giờ trong đời sống của mình đó, mình gặp rất nhiều chướng ngại, phải không? Và nhiều khi mình rất là chán cái cuộc đời này, bởi vì cuộc đời này toàn là những chướng ngại, toàn là những chướng ngại, không không? Gặp những chuyện này, chuyện kia, chuyện nào cũng không như ý mình hết, nghe nói là trở thành chướng ngại. Nhưng mà quý vị cũng biết là vì sao mà chướng ngại không? Có thật là cuộc đời là chướng ngại hay không? Hay là do mình tự làm chướng ngại này? Thí dụ bây giờ cái chỗ này anh em đây thì nó có chướng ngại thầy không? Nhưng mà nếu như thầy nói chân chân gì mà để đây thì đấy, sao đang đi chỗ khác mà tự nhiên để đây thì tự nhiên là sẽ chướng ngại phải không? Thế còn cái chân nằm đây thì nó có chướng ngại gì đây đó? Như vậy rõ ràng là chướng ngại là do tâm mình sinh, chứ không phải là do cái chỗ hay do bất kỳ cái gì trên đời này. Giả sử như có một người họ tới họ chơi mắng mình, họ vui khóc mình, họ nói đủ thứ hết. Nhưng mà nếu tâm mình bất sinh, tức là tâm mình vật thanh tịnh trong sáng, thì lúc đó mình hoàn toàn không có gì khổ đau hết, không có gì phiền não khổ đau cả. Còn nghe họ nói thì tại sao mình nghe họ nói thì mình lại bất sinh? Mà nhiều khi đó mình vô trong cái đại nhạc hội đánh trống rồi nó thổi kèn rồi nó hát, mà hát nó hét bưng tay với ông đó mà phết vô nghe. Mà trong lúc cái người chơi đó nó chơi thân ra nó nhỏ hơn cái đầu trong cái đàn nhạc hội nó nhiều. Thế tại sao mình lại nghe thích đàn nhạc hội mà trống đến vừa kèm một hát đơn mà mình là thích? Trong khi đó là bên kia người ta chơi thật ra nó cũng mấy decibel mà chưa có đến chứ chưa đến như là đánh trống vừa kèm này. Nhưng mà mình là nỗi tức, mà còn bên kia mình là thích. Như vậy thì rõ ràng là do tâm mình khởi, thích thấy cũng thích là do tâm mình khởi, chứ không phải là do cái gì mà. Vậy thì rõ ràng là nếu như có người đến giữa mình mà tâm mình vẫn thanh tịnh trong sáng, thì làm sao mình, nếu mình tâm mình cũng thanh tịnh trong sáng thì phải làm sao? Nếu ai tìm được thì mình đã qua như là Phật. Và đến chi là tức là có thể là ai giờ chờ thì mình cứ nghe nhưng mà đều một cái trung tâm mình vẫn A Di Đà Phật, tức là thanh tịnh trong sáng. A Di Đà Phật tức là cái tâm Bà Phát Xa Ra Chính Ta, mình trở về với cái tâm Bà Phát Xa Ra Chính Ta đó, trở về với cái tâm thanh tịnh đó thì họ chơi hay họ mắng họ làm gì nào. Còn tất cả những cái mà mình gọi là đất ngài đó, thực ra là cái đó cũng phải là đất ngài, mà bởi vì cái đó không như ý muốn của mình, chẳng phải là đơn giản. Còn cái gì mà mình như ý muốn của mình đó, thì mình cho là thuận lợi. Còn cái gì không như ý muốn của mình đó, thì mình cho là đơn giản. Như vậy trở ngại hay là thuận lợi là do mình, do cái thái độ nhận thức và hành vi của mình, chứ không phải do bên ngoài. Ví dụ như mình ở sân đấu mà mình đến cái chỗ lành mà mình chửi mưa, thế nhưng mà mấy con gấu nó ở đó trên xứ lạnh, nó đi trên tuyết nó đâu có sao đó, nó đâu có trở ngại gì với nó đâu. Thành ra thực ra đỡ ngại tức
hết tất cả những điều này không phải là do bên ngoài, mà đều là do cái tâm mình có nhận thức và hành vi đúng hay không. Và để mà cái thái độ của mình đối với cái sự việc đó, là mình cho là trở ngại hay không trở ngại, hay là tâm mình vẫn hoàn toàn bình thản trước tất cả những cái sự biến đổi của cuộc đời. Thì cho nên trong cái bài kinh mà hạnh phúc kinh đó, thì cái điều cao nhất của hạnh phúc đó, Đức Phật ngài nói là khi xuất chẳng việc đời, tâm không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc đền cao thượng. Và tâm không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm trước tất cả mọi cái việc đời, tức ở đây là gọi là pháp thế gian, tức là những cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái vui, cái khổ ở đời ấy. Và tất cả những cái đó, nếu mà tâm này mà thanh tịnh trong sáng ấy, thì không có vấn đề gì cả. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy rằng là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Và điều đó cực kỳ chính xác. Ai mà ai mà ít nhất có một lần mà bỗng nhiên tâm mình thanh tịnh, tự nhiên hoàn toàn trống lặng, thì mình thấy rõ ràng là cái thế giới này hoàn toàn là một thế giới tịnh độ. Ông rằng cái lúc mà thầy 30 tuổi là thầy đi lập một cái chùa ở tại Lăng Cô, chỗ đó tên thầy đặt tên là Huyền Không. Sau này chùa Huyền Không dời về Huế, thì có thành ra là Huyền Không 1, Huyền Không 2, Huyền Không Sơn Thường. Thì các sư đệ của thầy là làm chủ trì các cái chùa đó. Trong khi đó thầy phải đi vào Nam để mà hồi đó là giáo hội bầu làm tổng thư ký của hệ phái Nam Tông á. Hồi đó còn hệ phái Nam Tông thì làm tổng thư ký, cho nên thầy phải vào Sài Gòn để giao lại tất cả các vị sư đệ. Thì lúc mà thầy mà sau khi thầy cũng đi học rồi bằng ngành này, thầy cũng đi học bằng ngành, rồi thầy về đi đi thầy tế độ của thầy á, kêu về để mà dạy những nhà con mở một cái lớp trung cấp Phật học. Thì mà ngài mới kêu về để cho ngài dạy cái lớp trung cấp Phật học đó. Thế sau mình dạy một thời gian thì thấy là mình chưa có gì cả, mình đi dạy thì mình chỉ nói đến lý thuyết thôi, cho nên thấy không có được gì cả, cho nên thầy mới đi làm cái chùa Huyền Không. Về đó trong cái chỗ đó là trên rừng núi, cho nên nó rất là yên tĩnh. Phía trước là biển Lăng Cô. Thì sau những cái ban ngày thì nắng nằm, bởi vì thời đó cũng bắt đầu là kinh tế khó khăn đó. Thì các sư phải lao động để mà sống. Hàng ngày lao động rồi vô tối lại là tụng kinh, rồi cái lên ra bắt cái ghế ngồi ngoài trời ở đó không có dân, dân là ở bên kia cái có chúng đó là cửa biển, có cửa biển thì dân là ở bên kia còn bên mình ở bên núi không có ai hết, chúng rất là yên tĩnh. Nhưng mà lúc đó là lúc đang chiến tranh. Chúng nó năm 1973, 74, 75, trong 3 cái năm đó là năm chiến tranh dữ dội. Thì chùa mình nó nằm ngay ở giữa cái làng đàn của hai bên đánh nhau. Tức là nó ở trong hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Một trạng thái thì khi đánh nhau thì rất là tốt lửa. Cái ban đêm và khi mà đàn còn bắn là có những cái tia đàn mà nó màu đỏ để nó đi, để nó dẫn đường, để nó biết là cái đàn nó đi cái hướng nào cũng đúng á, nó có cái đàn màu đỏ. Thì khi bắn thì trời mình cứ thấy đàn màu đỏ bay ngay cái chùa. Tức là lúc thì là rất là đồng,
Nhưng có những cái buổi tối sau khi tụng kinh xong rồi đang ngồi ngoài trời, bác ghế ngồi ngoài trời để nằm nhìn đằng sau rồi nghe sóng vỗ, sóng bị vỗ, thì tự nhiên nó cảm thấy một sự thanh tịnh lạ lùng. Một sự thanh tịnh mà mình thấy là mình rất là ngạc nhiên, ủa sao tại sao cuộc đời này là đầy phiền não khổ đau. Có khi là cái lúc của tâm mình thanh tịnh thì đúng là thế giới giống như là đang hoàn toàn của tâm thanh tịnh. Có một lần thầy về nhà ở dưới An Giang, thì sau khi nghe nhà thì do Phật tử hỏi, thì có một người Phật tử đứng lên hỏi, nói là không biết sao mà con niệm Phật dưới An Giang thì theo tên là Hoa Hảo thì họ là niệm Phật thôi. Khi họ niệm Phật thì cái người đó mới nói rằng cho con hỏi là tại sao buổi hôm đó con đi vào trong chợ, thường thường là trong chợ rất là đông, rất là ồn ào, và con vào đó thì thường thường mua đồ gì cho xong rồi đi ra, chứ còn cái chợ thì cũng ai mà thích ở trong ngoài. Thế nhưng hôm đó khi tự nhiên bước vào chợ một cái thì thấy như là hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn vắng lặng hết. Thì thầy nói là đúng là đó chính là cái câu mà được Phật dạy này, là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Có thể là do một cái quá trình niệm Phật, nhưng nhiều khi mình đang niệm Phật có khi mình này cũng thanh tịnh, chưa thanh tịnh. Là bởi vì sao? Vì lúc đó mình đang nỗ lực, đang cố thanh tịnh, nhưng mà đến lúc nào đó bỗng nhiên nó rơi vào một cái mà cho nên trong chiều người ta nói là phải có một cái chút lúc mà gọi là quan nhiên, tức là bỗng nhiên cái tâm nó vắng bạc. Nó vắng bạc đó thì chị này chị nói là tức là vô lúc nào mà sao ý thức hoàn toàn vắng lặng hoàn toàn. Thì đúng là Đức Phật ngày này là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Vì vậy cho nên khi mình niệm Phật, cái mình trì chú hay là mình tham thiền, mình làm gì đó, thì cái mục đích của mình cũng chỉ là để cho mình trở về với cái tâm mà vốn đó là thanh tịnh trong sáng, mà ai cũng có hết. Đạo Phật khác với các tôn giáo khác ở chỗ là các tôn giáo khác thì nói rằng là mình phải rèn luyện để mình đạt được một cái gì đó cao đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Trong khi Đạo Phật thì nói rằng là tất cả những cái nào cao đẹp và hoàn hảo nó đã sẵn có, mà thành mình không thấy ra thôi. Cho nên mình niệm Phật hay là mình trì chú hay mình tham thiền thì đều là có mục đích giúp mình trở về để nhận ra cái tâm phạm tâm thanh tịnh của mình. Cho nên nếu một cái người mà thường thiền, thường soi sáng lại mình, thường niệm Phật hay là thường trì chú thì những người đó có cái lúc nào đó có nhân tâm trở về lại được cái tâm mà rộng lặng trong sáng. Mà cái tâm rộng lặng trong sáng này là vốn là mỗi người đều có sẵn. Cho nên nếu mà mình bớt đi hoặc là có như mà nó mất đi cái năng sáng tạm tác với những cái ý đồ ham muốn thế này ham muốn thế kia, thì bỗng nhiên cái tâm này nó lặng lại rồi. Cũng giống như một cái hồ nước mà khi có gió có sóng gì đó làm sao, nhưng mà có một cái lúc nào đó mà mặt hồ hoàn toàn tĩnh lặng, thì cái tâm này nó cũng có một lúc mà nó trở về được với cái sự tĩnh lặng của nó. Thì có nhiều khi mình trở về được với cái tâm tĩnh lặng nhưng mình không thấy, mình không thấy ra là bởi vì sao? Mình không ngờ là nó đơn giản như vậy, mà cái tâm mình nó lại cứ mong cầu một cái gì đó là lý tưởng hơn, cao đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Cho nên mình không ngờ rằng là cái mà nó tự nhiên bình lặng. Cho nên có vị kiều sư nói là bình thường tâm chỉ là, tức là thật ra té ra cái tâm nó trở về bình thường nhất chính là nào.
nhưng cái điều này đúng là tại sao mà nó phải ngủ? Mà ngay cả khi ngủ đó mình nghĩ rằng là ngủ là một cái gì đó thật là cao siêu, nhưng mà thật ra phải ngủ chính là thấy ra cái rất bình thường. Cái người giác ngộ là người người nó của thì đại ra là nó tất cả nó đều đã hoàn hảo như thế này rồi này. Chẳng mình cần phải làm gì cả, mình cần phải cố gắng để mà đào tác, để mà đạt trở thành cái gì cả. Mình chính cái mà cái tâm mà mình cứ cố gắng muốn đào tác, muốn trở thành, muốn đạt được, muốn an trụ vào cái gì đó đó, chính cái đó mới là cái tâm làm cho mình bị dính mắc, cái tâm mình bị thăng trầm, biến đổi. Và cái tâm đó mới gọi là cái tâm sinh tử luân hồi. Mình rất thường nghe nói sinh tử luân hồi, mình cứ nghĩ đến là mình kiếp sau mình sẽ tái sinh lại, rồi kiếp sau rồi kiếp sau thành cái gì đó, không rồi cái mình chết rồi kiếp sau nữa mình sẽ thành cái gì đó. Mình cũng nghĩ là luân hồi tái sinh là như vậy, nhưng mình cũng nghĩ rằng là cái mà sinh tử luân hồi là nó diễn ra trong đời sống hàng ngày của mình ấy. Là có một ngày mình không biết sinh tử luân hồi, không biết bao nhiêu lần, đó là cái tâm mình cứ sinh bám theo một cái đối tượng nào đó, rồi cứ chạy theo cái đối tượng đó, có khi là nó kéo dài tới năm này qua năm khác. Có những cái nỗi khổ mà thực ra cái nỗi khổ đó nhiều khi mình cứ nghĩ là cái lúc đó khổ hơn, chính cái nguyên nhân của nỗi khổ đó là chính do mình đã khởi lên ra cái ham muốn đó từ cái lúc lớn lắm rồi. Nhưng mà lúc đó mình cứ tưởng đó là hạnh phúc, mình cứ tưởng đó là lý tưởng, rồi mình mới lại chạy theo, chạy đem cho đến một cái lúc mà xa lầy và mình cảm thấy đau khổ, và mình cứ tưởng là chỉ cái lúc đó mới là đau khổ. Mình không phải, thực ra cái nguyên nhân đau khổ này nó phát xuất từ không biết bao nhiêu năm trước, và thậm chí là nó có từ đâu nhiều kiếp trước nữa cũng chừng. Nhưng mà tạo ra chính cái đau khổ hiện nay thì mình cứ vì đau khổ hiện nay mà mình cứ cho là do cái đối tượng đó làm cho mình đau khổ. Trên thực tế là toàn bộ cái đau khổ đều là do tự mình tạo ra, không phải là do bên ngoài. Có một điều đặc biệt là thế này, như là thầy có nói tất cả những cái bên ngoài mà đến với mình thì đều có lời chứ không có hại. Tất cả cái gì mà đến từ bên ngoài đến cho mình thì đều là có lời chứ không có hại. Thí dụ như thế này, giờ mình muốn lên lương về 5.000 đô, thí dụ vậy đấy. Mới lên lên lương về 5.000 đô, đi về đường cái thằng cướp nó cướp mất, thì mình gọi là hại, phải không? Như vậy mình gọi là mình bị hại đó. Nhưng mà thực ra đó, nó có cái mặt lời bị đắm mất mà mình biết, tức là mình chỉ thấy mặt hại thôi, mình không thấy mặt lời. Cái mặt lời đó nó cũng là vô cùng, nó cũng là không lường được. Nhưng mà thì mình cứ nghĩ mặc hại thôi, cho nên mình cứ đau khổ biết. Cho giả sử thì có người biết là họ là thấy như vậy là họ là thấy ra được mặc lời. Thí dụ như thế này, khi họ mất đi mà họ là những người mà khó tu tập, bây giờ tâm họ rất là vững vàng, cho nên mất đi và họ vẫn thấy là tâm mình vẫn thanh tịnh trong sáng. Như vậy cái cảnh mất đi này là một thử thách để xem được cái độ thanh tịnh trong sáng của mình tới đâu. Đó là một thử thách để xem được cái độ thanh tịnh trong sáng của mình tới đâu. Nếu như cái người đó họ tu hành nên họ nghĩ như vậy thì họ sẽ không đau khổ, bởi vì xem đây là một cái yếu tố mà để giúp cho mình là phát huy được cái yếu tố tu tập của mình, phát huy được cái đức tính và thanh tịnh trong sáng của mình. Cho nên này
người đó là cảm ơn. Cảm ơn những người mà đã lấy của mình đi năm ngàn đô la để làm đây. Giống như cái câu chuyện mà đưa ông ở bên tái ông thất mạng. Thế ai nhìn thấy cái câu chuyện tái ông thất mạng này, ông nói ông có một người rất quý. Rồi có một người đó nó mất đi, tự nhiên nó bỏ nó đi. Cái hàng xóm xung quanh mới tới chiêu buồn, hỏi là anh mất đi một người quý của ai, chúng tôi chiêu buồn với anh. Anh nói là không, cũng nhiều khi mất đi mà nhiều khi nó lại có cái lời gì đó cũng có. Trong cái hòa ấy, đứa có phúc cũng có. Thì một cái thời gian sau á, là con người đó nó lại đem về một người quý hơn rồi. Thế người ta mới tới chúc mừng. Thì ông mới nói rằng là nhiều khi trong cái lời này nó có cái hài cũng muốn chơi. Đó. Thì quả nhiên là khi bác đã có cái con người quý đó đó, thì ông có đứa con trai kia rồi. Và đứa con trai nó thấy con người đó nó thích quá, con ngày nào nó cũng gợi con người đó, con người đó nó người mà thường là người quý đó là người kinh. Nó quật cho cái cậu con trai lại chết mất. Thì người ta lại thấy chiếc buồn. Chiếc buồn thì ông mới nói biết đâu trong cái hài đó mình có cái đời. Thì sau đó là chiến tranh xảy ra đó, thì dân trong làng đó là bao nhiêu thanh niên là đều phải đi ra đánh giặc và chết hết, không có người nào mà trở về. Chỉ có cái cậu con trai nó bị hạ chân cho nên không đi đến người bên nào để cậu sống. Thế thì luôn luôn trong cái lời nó có cái hài, mà trong cái hài nó có cái lời. Cho nên là làm tự nó nói là hòa hề phúc chi sợ phúc hề hòa chi sợ phúc, tức là có phúc có cái hòa, không hòa có cái phúc. Thế nhiều khi mình chỉ nghĩ đó là hòa, hay là mình chỉ nghĩ đó là phúc, mà cái hòa cái phúc đó là do mình nghĩ đó. Chứ còn sự việc mà nó xảy ra đó, là nó chỉ xảy ra như vậy, chứ không phải là vì hòa hay vì phúc gì cả. Còn cái hòa phúc là mình chọn. Thí dụ như bây giờ đây là mà có người thích lành á, thì mình nói là muốn trời cho nó lành thêm nữa. Nhưng mà người không thích lành á, thì nói sao mà lành cho nó hết chút mau cho rồi. Không phải như bây giờ là cái nào là phúc hay hòa. Lành không phải là phúc, cũng không phải là hòa. Nhưng mà phúc hòa đối với người mà thích nó hay không thích nó đó. Thế còn nó, từ đó là không có phúc hòa. Nhưng mà thầy lại nói là tất cả những cái gì mà đến với mình trong cuộc đời đều là có lợi, là bởi vì thầy nghĩ đến phương diện tu hành. Bởi vì nếu mình là người tu hành thì bất kỳ cái gì đến cũng đều có lợi, chẳng qua bởi vì cái gì đến đây là để làm gì. Tất cả những cái gì trong cuộc đời này mà đến với mình là để trắc nghiệm xem thử, ở để trắc nghiệm mình, để giúp mình phát huy lý tưởng và đạo đức. Nếu mà bây giờ mình lấy ví dụ như thế này đi, giả sử mình có hai đứa con trai, mình cho một đứa đó, thì mình cung cấp nó đầy đủ, nó thích chi là cho đấy, đúng không? Luôn luôn là nó đáp ứng được tất cả những cái ưa thích của nó. Còn một đứa thì mình cho nó lan mạc kỳ hồ, nó sống có thân trầm được mất, nó đủ thứ, gặp rất đủ thứ. Một thời gian sau đó thì đứa nào cũng qua hơn. Cái đứa mà nó thân trầm, nó trải nghiệm chưa nghiệm đời nhiều đó, cái đứa đó nó sẽ là nó hiểu được cái cuộc đời, nó hiểu được cái khổ cái vui, cái đúng cái sai. Còn bây giờ cái này nó cứ ở trong một cái hoàn cảnh tốt quá rồi, giờ nó không biết gì cả. Cho nên nó thực ra đó, tại sao Đức Phật ngày nói là khi xúc chạm về đời, tức là khi có đối đầu với những cái được cái mất hơn thua thành bại vui khổ, thì lúc đó mình mới biết là cái tâm mình mới tốt, có đủ sáng suốt bình định không. Thì ví dụ như bây giờ
Rồi có hai người mà cứ cứ mâu thuẫn với nhau. Hai người có thể là hai vợ chồng, có thể là hai anh em, hai bạn bè hay gì đó, là mâu thuẫn với nhau. Tại sao mâu thuẫn? Thực ra mâu thuẫn này ấy, là tốt chứ không phải là xấu. Cho nên ấy, ở trong Thánh Kinh mà Cựu Ước có một cái câu nói mà lúc đầu thầy đọc đó là thầy rất có lực. Thầy nói Thánh Kinh gì mà nói nói kỳ cục, nói là ta là, tức là Chúa đó, ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất mà bèn người tôn giáo, ta đến để chia sẻ cha với con, vợ với chồng, anh với em. Mà Chúa sao mà đến để chiến tranh, gây bất hòa, gây mâu thuẫn là sao? Tháng sau này mình đi sâu vào đạo, mình đi được câu đó là đúng. Bởi vì nếu mà không có cái mâu thuẫn đó thì không thể nào mình phát huy được trí tuệ và đạo đức. Cũng như vàng mà nếu mà không có thử lửa, không có đốt tốt thật nhiều đó để có tới thì lúc đó mình mới biết là vàng thật hay là vàng giả. Chỉ cái cuộc đời này cũng vậy, cái cuộc đời này là vô thường vô phú ngã, cuộc đời này là năng lượng mưa dầu, nói theo kiểu đạo thiên chúa là cuộc đời là năng lượng mưa dầu. Tại sao là thượng đế lại sinh ra con người mà lại bắt con người lại có năng lượng mưa dầu? Nhưng mà chính cái năng lượng mưa dầu đó là cung cấp cái trí tuệ và đạo đức của con người. Bởi vì nếu mà mình ví dụ như mình mâu thuẫn với một người bạn, thì nhờ mâu thuẫn đó mình mới là khôn ngoan lên chứ, kích hoạt cái nhận thức, kích hoạt cái suy tư, kích hoạt cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm đời sống, thì lúc đó mình mới là mặc dù là đối kháng với nhau như vậy đó, nhưng mà thực ra mỗi bên đều là tiến hóa, mỗi bên đều là tiến hóa. Đó là một cái điều kỳ lạ, mình mới hiểu ra bọn chứ. Nếu mà như vậy thì rõ ràng là cuộc đời này mình thường là nó không công bình, mình thường là nó rất là khổ đau, khổ não. Nhưng mà trên thực tế chính những cái đó là để giúp cho con người giác ngộ giải thoát. Bởi vì nếu mà không có những cái đó thì mình không thể nào mà phát huy được cái trí tuệ và đạo đức này. Còn nếu mà mình tính theo kiểu mà được mất hơn thua ở đời ấy, thì mình sẽ luôn đau khổ. Tại vì được như ý mình thì mình hạnh phúc, mà không được như ý mình thì mình đau khổ. Thì nếu mà mình cứ đi theo cái hướng đó thì mình cứ luôn là phải đau khổ. Nhưng mình đi theo cái hướng là tất cả mọi cái đấy là để giúp mình sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn, và hành động chính xác hơn, tức là trí tuệ và đạo đức. Thí dụ như bây giờ một cái người lái xe mà muốn lái thật giỏi thì người đó phải đi ra lái thực tế trong đời sống, gặp những tình huống khó khăn như thế nào cũng đều là thông suốt được thì người đó mới giỏi. Còn nếu mà chỉ lái trong cái điều kiện mà nó rất dễ dàng thì làm sao mà lái giỏi được? Thành ra chính cái cuộc đời này là cái trường thiền lớn nhất. Cuộc đời là cái trường thiền lớn nhất mà mỗi tình huống mà mình bắt gặp đó là giống như cái tấm gương để mình soi lại chính mình. Ví dụ như tình huống hồi nãy là có người họ tới hồi trước mình, thì lúc đó là tấm gương đó, mình coi lại lúc đó là mình nội tâm như thế nào, mặt mày mình lúc đó như thế nào. Còn nếu như người ta chết mình mặt mình vẫn bình thản, vẫn từ bi thì nó lại khác. Thế nên đó chính là cái tấm gương để soi mình. Thì mình như thế nào đó là cái tha thứ của mình, cái thái độ của mình như thế nào đó là mình phải thấy, phải biết rõ mình trong mọi tình huống đó. Khi mình biết rõ mình trong mọi tình huống đó thì mình sẽ là phát huy được cái trí tuệ và đạo đức một cách tự nhiên mà mình cần phải cố gắng điều gì cả. Một người ở
với một ví dụ như bây giờ một người giúp việc, tôi là một người dụ rất là khó khăn. Một thời gian sau đó, nếu như những người mà giúp việc đó là họ biết học hỏi, biết xem cái hoàn cảnh đó là hoàn cảnh để mà giúp mình phát hiện cái điều đạo đức, thì một thời gian sau những người này lên này rất buồn. Trong khi đứa con bà chủ đó thì bà chủ muốn cái gì là bà chủ cho đấy, thì đứa con đó lại hư. Chính cái người giúp việc đó là đã nên người khó thèm nhìn được cái điều mà đạo đức một cách rất tự nhiên. Những điều này mình cũng phải hiểu thêm điều này nữa là cũng không phải là bà chủ đó, mà đó là cái nhân duyên của pháp giúp cho mình hoàn thành bài học đó. Cho nên trong đạo Phật mình mới nói là những cái này hơi cao chút xíu, nói là không có ngã, không có nhân, không có chính, chúng sanh, không có thọ giác, cái nào cuối cùng thì có nghe cái đó là đời nào mà mình hiểu tới được cái mà làm sao mà không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, thọ giác được. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó mình mới thấy là tất cả mọi sự trên đời này đều là sự vận hành của pháp. Đó không phải là cái ông chồng mà xấu với mình, mà đó là pháp vận hành để cho mình học một bài học. Học một bài học về đời sống gia đình, về hạnh phúc là gì, về đau khổ là gì. Nên lúc đó mình học rất nhiều bài học để giác ngộ. Cái cuộc đời này nó đến để giúp mình thấy ra được những cái ngộ nghĩnh mà mình chưa thấy. Ví dụ như bây giờ, ở trong kinh có một câu chuyện nữa là con của bà chủ đó là bà rất hiền lành, và hàng xóm ai cũng khen mà còn cái bà chủ này hiền lành quá, bao giờ mà tức giận với cái người giúp việc đó. Ai khen bà chủ thế đó, thì cái người giúp việc mới nghĩ như thế này, không biết là bà chủ là cái người mà hiền lành hay là do mình là phục vụ quá đầy đủ cho nên bà không nhận. Bây giờ mình thử thành ra cô ta mới là đến giờ nấu ăn thì cô không đi nấu ăn, đến giờ dọn cơm cô không dọn cơm, quét nhà cô không quét nhà, một hồi là cái bà chủ nó nổi giận lên lấy gậy đánh. Thì lúc đó mới biết rằng là nhiều khi mà mọi chuyện đều mà vừa ý mình thì mình lại hư hỏng. Mà cái cuộc đời này nó chính những cái điều mà không vừa ý đó mới là giúp mình tu tập tu hành, giúp mình giác ngộ, giúp mình giải thoát. Chứ không phải là những cái mà vừa ý. Thì thành ra những cái mà ở giữa đời này mà đến tác động vào mình đó, khi thì được, khi mất, khi lên, khi thua, tất cả những cái tác động đó chính là để giúp mình phát huy trí tuệ và đạo đức. Thành cuộc đời này là vốn là một cái trường tu, cuộc đời này vốn là một cái trường tu. Nếu mình mà xem cuộc đời là một cái trường học, một cái trường thiền, một cái trường tu, thì mọi hoàn cảnh của cuộc đời để mình đều là giúp mình là phát huy trí tuệ và đạo đức. Khi mà trí tuệ mà đến chỗ thấy tất cả các pháp mà tâm cũng đồng, khi tất cả mọi hành động của mình đều không còn hại mình hại người, chỉ có lời mình lại người thôi chứ không có hại mình hại người, thì như vậy tức là trí tuệ và đạo đức là phát huy. Nhưng mà cái phát huy đó, mỗi người đó thì vốn đã có một cái tâm thanh tịnh trong sáng. Nhưng nếu không có cái điều kiện bên ngoài tác động để mình phát huy đó, thì cái tâm thanh tịnh trong sáng đó càng ngày nó càng bị che mờ đi. Che mờ bởi cái tham sân si, bởi cái bản ngã, bởi vô minh ái dục, bởi nhiều thứ. Nó bị che mờ đi. Cho nên đó, chính những cái va chạm trong cuộc sống nó mới giúp cho mình vỡ ra. Có người nói, vỡ hòa, có người nghe, sau khi con nghe pháp con vỡ hòa ra, vỡ hòa ra là gì?
Tức là mình cứ bị trói buộc trong những cái tư tưởng, trong những cái quan niệm, trong những cái tình cảm, mà cứ bị trói hoài trong đó. Nếu một lúc nào đó bọn mình vỡ hòa ra thì đẻ ra thế là không có gì cả. Lúc đó mình sẽ cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả những việc cạnh, cảm ơn tất cả những cái mà không như ý mình, đang giúp mình đó là giác ngộ giải thoát, giác ngộ là giác ngộ cho mình thấy ra toàn bộ sự thật đó. Và giải thoát tức là không còn bị những cái hạng tốt rối buộc chính mình. Thực ra tất cả mọi rối buộc đều do là cái hạng tốt của bản ngã mà ra thôi, chứ không phải là ai rối buộc mình cả. Không ai rối buộc mình cả. Cái lúc thầy bị ở tù, lúc đầu thầy cũng rất bực, tại sao mình là tu hành mà lại bị ở tù. Nhưng mà đến cái lúc mình ở đâu đó mình mới thích ứng dần với cái cảnh tù. Một hôm thầy nằm nhìn lên cái tầng này, bên tầng này là họ đang cái sắc mười mấy đó gì đó to đang là ô là khoảng mười rồi trên đó họ còn để thấp gai đến nữa. À, chúng tôi sợ leo lên một ô ra còn chúng tôi thì là vách tường hết, chỉ có một cái cửa sắt nhưng mà thông ra ngoài thôi. Khi một hôm tự nhiên tâm mình vắng lặng thì đúng là cái tâm thân tình là thấy tất cả các pháp của thân tình là đúng. Thầy đang làm vẫn là nhìn lên cái sắc ấy, cái gai đó mà thầy thấy đó hoàn toàn mình không có gì mất từ đâu cả, hoàn toàn không có gì mất từ đâu cả. Từ đó là một cái gì đó mà nó vô hình, nó không thể là bị đóng khung trong cái nhà tù được, mà cái tâm mình vẫn hoàn toàn là thanh tịnh từ đó. Cho nên chúng tôi mỉm cười với là cái cung sắt đó, mỉm cười với cái cung sắt nó không làm cho mình vẫn tự do. Nên thầy có nói câu là tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tồn tại giữa khổ đau. Đó là một câu sau này nhiều người biết phương pháp hay biết theo bởi vì cái cuộc đời đó là vậy đó, cuộc đời đó là như vậy. Nhưng mà giải thoát giác ngộ hay không là do con mình. Nên thầy mới nói là có một cái ví dụ đó là giặc sự như đó, có một ngày nào đó mà mình thấy mệt mỏi, mình thấy là đóng cửa, khóa cửa lại một ngày mình ở trong nhà không có phòng thì mình thấy rất là hạnh phúc, bởi vì đó yên tĩnh, không có ai, cũng không phải vì những cái mối quan hệ ràng buộc ở bên ngoài khó chịu thì mình lại thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà giả sử như mình bị bắt vô trong cái nhà, bắt đóng cửa lại trong cái phòng đó, mà bắt đóng cửa lại không cho đi đâu thì tự nhiên mình thấy là mình bị mất tự do. Thành bộ trong cái phòng đó mà mình lúc thì mình thấy là rất tự do, mà cũng có trong cái phòng đó mình thấy là mất tự do. Vậy thì tự do hay mất tự do đó này đều là do mình, do cái tư tưởng của mình tạo ra. Trước khi mà cái tâm mình thanh tịnh trong sáng đó, thì hoàn toàn không còn gì một bất kỳ cái gì che lấp đó được nữa. Đó chính là cái giải thoát. Giải thoát không phải là mình đi ra khỏi một cái gì, mà giải thoát chính là mình ở trong đó mà mình không thấy bị trói buộc. Bởi vì trói buộc là do tư tưởng của mình, không phải là do cái gì trói buộc cả. Tại sao có người lại nói là lên trên núi người ta tìm một cái hang động, mình tôi vô trong đó ở mà người ta thấy rất là hạnh phúc. Thế bây giờ tự nhiên bắt mình cũng đã ở thành phố, bắt mình cho vô cái hang động ở thành phố, mình là thấy vô cùng đau khổ. Thì cũng là cái hang động đó mà người thì đau khổ, người thì hạnh phúc.
cải thiện tất cả đều là do thái độ của mình. Thế nhưng mà nó có một cái nguyên lý thế này, không có bạn thì có cái bạn thì thầy bạn đấy nó dễ thấy hơn, nhưng mà đấy bây giờ chịu khó nghe đó. Cái tâm của mình đó, thực ra cái tâm của mình đó là nó bao gồm tất cả. Mình nói cái tâm của mình thì mình nói vậy thôi, chứ thực ra nó không có cái tâm của mình. Cái tâm là thuộc của cụ, tâm là chung của tất cả muôn người, chẳng phải tâm riêng của ai, đất cũng riêng của ai cả. Và bây giờ trong cơ thể thầy là có đất này, trong cơ thể của các phật tử cũng có đất này, chứ đâu phải đất của bộ thiên thầy đó. Tức là ai cũng sử dụng đất được cho mình cả, ai cũng sử dụng nước cho mình cả, ai cũng sử dụng gió cho mình cả, ai cũng sử dụng nước cho mình cả, ai cũng sử dụng hư không cho mình cả, và ai cũng sử dụng cái tâm cho mình cả. Thì đất nước lửa gió hư không và tâm là chung, chẳng phải của riêng ai. Quý vị có tưởng tượng được điều đó không? Cho nên tại vì sao mà Đức Phật ngài có thể thấy được tâm người khác, là bởi vì ngài đã trở về được cái tâm vụ đồ đó rồi. Cho nên bây giờ khi người đó dù ở đâu đi nữa, ngài cũng biết cái tâm khi người đó đang ra sao. Và tại vì cái tâm đã chung mà, chẳng có tâm riêng của mình đó thì mình đóng cửa lại và chúng ta thấy được. Nhưng mà bởi vì cái tâm chung cho nên đó, mình nghĩ gì Phật biết đó. Thế con người người ta có tha tâm thông là vậy. Mà thực ra tha tâm thông là bởi vì cái người người ta biết rõ tâm mình thì tự nhiên người ta sẽ biết tâm người khác, người khác sẽ. Thế thì cái tâm đó, nó là chung. Nhưng mà bởi vì nó qua mắt tai mũi lưỡi thân và ý của mỗi người đó, thì họ mới là có cái trải nghiệm kinh nghiệm riêng. Mà vì cái trải nghiệm kinh nghiệm riêng đó, đó mà người ta tưởng là mình riêng. Chứ thực ra là đất nước lửa gió hư không mà tâm là chung hết, chẳng có ai cũng được cuối trên này. Nhưng mà nếu khi cái tâm đó là chung rồi, sẽ bây giờ này, bên ngoài cùng một cái tâm đó là có mắt tai mũi lưỡi thân. Thì khi mình tiếp xúc giữa cái mắt đó, thì thấy sắc bên ngoài, tai thì nghe âm thanh bên ngoài, từ tiếp xúc với ngoài cảnh là do mắt tai mũi lưỡi thân. Sau đó mình mới thu thập những cái hình ảnh bên ngoài đó vào bên trong mình, và để cho cái tâm của mình, cái ý của mình nó xử lý, rồi đánh giá, nó nói là cái này là thế này, cái kia là thế kia, rồi nó thích, nó ghét gì đủ thứ đó. Đó là một cái tâm mà hiện tượng bên ngoài. Cái tâm này đó, cái tâm đó là hiện tượng bên ngoài đó. Cái hiện tượng này đó, nếu mà nó cứ chạy theo cái bên ngoài không á, thì dần dần nó càng đi ra ngoài càng xa. Nó càng thích cái này, thích cái kia, nó ghét cái này, ghét cái nọ, nó cứ đi ra ngoài. Cho nên nó quên mất cái bản tâm á, là vạn pháp xa ra thiết tác là thân định tâm sanh. Và mình có thể là hình dung được điều đó không? Khi mà mình cứ nhìn cái đó không, cái này nhìn cái này thì mình quên mình mất. Phải không? Quên bản tâm, quên mất. Cho nên con người mình đó là bị cái một phóng dật tức là tâm nó cứ chạy theo cái bên ngoài mà là phóng dật. Và nó dính mắc vào cái gì đó thì nó mất đi cái tròn vẹn của chính mình, cho nên gọi là thất niệm. Thất niệm là bởi vì cái tâm niệm của mình nó cứ bị ở với người kia, cái vật kia thôi, cho nên nó quên mình, thì lúc đó là thất niệm. Và khi thất niệm á thì mình biết bên ngoài, mình biết người này thế này, người kia thế kia, khi người nào nó chơi mình là mình chỉ thấy mặt họ thôi, cái mặt gì ghét quá. Nhưng mà lúc đó nếu mình soi gương mình thấy mình cũng dễ ghét hơn nữa. Nếu mà lúc đó mình soi gương cũng thua gì cái người đó, nhưng mà mình chỉ thấy cái người đó dễ ghét thôi, cho nên mình thấy mặt mình lúc đó cũng rất là dễ ghét. Cho nên khi mà cái tâm mình mà nó dính bên ngoài á, nó chạy lang thang qua bên ra bên ngoài, nó dính bên ngoài thì nó
quên mất cái sự sáng soi sáng lại thế mình. Và cứ như vậy mà tham rồi sân rồi si rồi đủ thứ nó cứ về vì vậy nó sinh ra. Nó sinh ra càng nhiều chừng nào thì nó che lấp cái bản thân đi từ đó. Người nghĩ nó rất là dễ yêu đó. Cho nên Đức Phật Ngài nói là nếu mình mà cứ hướng ra bên ngoài để tìm cầu đó, thì Đức Phật Ngài gọi là đặt sai hướng. Tu hành như vậy là đặt sai hướng. Mà là phải trở về, tức là vượt qua những cái tầng, vượt qua cái tầng bên ngoài là chạy theo sắc thân hương vị xúc này, rồi mình trở về để thấy ra được mắt tai mũi lưỡi thân của mình, rồi từ thấy ra mắt tai mũi lưỡi thân của mình rồi mới thấy ra được cái nhận thức, nhị thức, tỷ thức, tiểu thức, thân thức, ý thức như thế nào, từ thấy được cái nhận thức như thế nào đó thì mới là nó đưa dần vào. Cho nên là Đức Phật Ngài dạy mình là phải trở về soi sáng lại cái thân, cái cảm thọ, cảm xúc, cái tâm và cái và trong mối tương nhau của mình với bên ngoài. Tức là không phải là mình cắt đứt hoàn toàn với bên ngoài, mình vẫn có cái tương nhau với mối quan hệ bên ngoài. Nhưng mà mình thay vì mình chỉ biết cái chung thì mình biết luôn là cái tâm mà mình phản ứng với cái chuông này như thế nào nữa. Khi mình thấy cái chuông mình biết là thích thì lúc đó tâm thân tâm của mình lúc đó ra sao, khi mình ghét thì thân tâm mình lúc đó ra sao. Mình nhìn kỹ đó thì mình sẽ thấy rằng là khi tham thì nó sinh ra những cái phản ứng gì, và khi tham quá thì nó sẽ là tạo ra những ảo giác gì trong cơ thể mình. Mà trong khoa học thì người ta nói là ví dụ như khi mình thích một cái gì đó thì trong cơ thể mình cũng phát sinh ra một cái adrenaline, tức là một cái hormone mà nó làm tụi mình rất là có cái cảm giác là rất là thích thú, rất là hứng thú. Nhưng mà ngược lại khi mà mình ghét thì trong cơ thể mình nó cũng phát sinh ra một cái hormone, một cái hormone nó làm cho cơ thể của mình khó chịu. Ví dụ như là tim mình đập mạnh hay là mình hộp hết hay là mình căng thẳng, thần kinh căng thẳng chẳng hạn, nhiệt độ của người mình tăng lên chẳng hạn, thì rõ ràng là những cái mà cái phản ứng của mình trước mọi sự đó là nó gây tác hại vào cái bản thân mình mà mình đây. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài dạy mình là phải soi sáng, phải quan sát lại mình để thấy rõ mình có những phản ứng như thế nào, cái tâm như thế nào, cái cảm giác như thế nào, thân hoạt động như thế nào, là mình được biết rõ. Thì khi mà mình biết rõ như vậy, tức là cái hướng không phải là hướng ra bên ngoài, mà lúc đó là hướng về bên trong. Hướng về bên trong rồi đi xuyên qua tất cả những cái mà thì trong đó cái tâm của mình đó, là nó có tầng bậc dục giới, tầng bậc sắc giới, tầng bậc vô sắc giới, là ở trong mình ấy đó, trong bên ngoài là ở đâu mình biết, nhưng mà trong mình ấy lại có sắc dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thí dụ như khi mà mình mà cái tâm mà khởi ra mà thích sắc thanh hương thì giúp bên ngoài đó chính là tâm nhận dục giới. Nhưng mà khi tâm mình mà nó ổn định lại ấy, thì nó là tâm sắc giới. Và khi tâm mình mà thấy mọi sự như không á thì đó là vô sắc giới. Nếu mà khi tâm mình hoàn toàn trong lành trong sáng, tức là mình trở về với cái bản tâm mà nó thoát ra khỏi cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, thì cũng đều là ở trong mình hết, chứ không phải là ở đâu khác. Thì khi mà mình trở về được với là cái tâm bản tâm thanh tịnh trong sáng đó thì trên tâm mình sẽ gọi là vô. Và khi mà bên mật tâm mà người ta trì chú đến cái lúc mà tâm người ta thanh tịnh và người ta nhận ra được tâm thanh tịnh đó, chính là người ta gọi là đã nhập vào được cõi Phật. Nhưng thôi cõi Phật là cũng ở trong bên đó, chẳng về ở đâu khác. Trong thiền người ta nói là tâm Phật cập chúng sanh thì tâm
chúng sanh thì cũng từ tâm mà ra thôi. Thì tâm giác ngộ là Phật, tâm si mê là chúng sanh thôi. Cho nên tâm Phật và chúng sanh là một chẳng phải là ba. Cũng là cái thân tâm này mà ngộ là Phật, mà mê là chúng sanh, mà cũng là cái tâm đó đấy, chẳng phải là cái gì khác. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều là mê tâm mình cả, chẳng phải đâu khác. Ví dụ bây giờ thầy nhìn cái hoa này, hoa này đẹp chưa, làm sao mà mình có được cái hoa này, thì lúc đó là tâm dục giới, tâm đó là tâm dục giới. Còn bây giờ thầy nhìn cái hoa, chăm chú nhìn cái hoa, tập trung vào tâm này lại, thì đó là tâm sắc giới. Còn bây giờ thầy nhìn cái hoa và thầy có cái tư tưởng là xem nó như không, xem nó như không, tức là vô sắc giới. Còn nếu như thầy nhìn cũng không phải là thích, cũng phải ghét, cũng không cần phải định tâm sắc giới, vô sắc giới gì cả, chỉ cần thấy nó như nó đang là thôi. Còn tâm vật thanh tịnh, tâm sắc, tâm vật bất sinh, thì đó là giác ngộ giải pháp, đó là niết bàn. Chứ không phải là niết bàn là một cái nơi nào khác, không phải là sắc giới là một nơi nào khác, vô sắc giới là một nơi nào khác, mà chính cái tâm mình đây, khi mình đang sống quan hệ với tất cả mọi sự vật xung quanh đây này, lúc nào là tâm mình được giới, lúc nào là tâm mình sắc giới, lúc nào là tâm mình vô sắc giới, mà lúc nào thì tâm mình là hoàn toàn giác ngộ giải thoát, lúc nào là cái tâm hoàn toàn rộng lớn trong sáng. Thì tất cả những cái đó không phải là mình theo người để đạt được, mà là mình chỉ cần soi sáng để thấy ra thôi. Chỉ cần soi sáng để thấy ra, khi sân thì mình thấy sân, khi tham thì mình thấy tham, khi tâm yên tĩnh thì mình thấy yên tĩnh, thì cứ thấy cái đã, thấy một hồi đó mình mới thấy ra được cái nào là. Thì nếu là tâm dục giới thì nó sinh ra cái gì, nếu tâm dục sắc giới thì nó sẽ có những cái lời giải hại nào, tâm vô sắc giới thì có cái lời giải hại nào, còn tâm giải thoát giác ngộ thì nó thực sự là như thế nào. Thì tất cả những cái đó đạo Phật của mình khác, các tôn giáo khác ở chỗ là thấy ra tất cả sự thật đó, còn giác ngộ không cần phải rèn luyện để trở thành bất kỳ gì, mà chỉ cần thấy ra tất cả những cái đó đã có sẵn. Cho nên đó, bây giờ nếu mình nhìn tất cả mọi cái tông phái tu tập, mà cái tu tập nào mà giúp cho tâm trở lại thanh tịnh trong sáng, tâm để trở về được với cái tâm thanh tịnh trong sáng, thì lúc đó chính là cái con đường của giác ngộ giải thoát của Đức Phật, của Đức Phật. Còn nếu mà mình cứ muốn trở thành cái này, muốn đạt được sở tri sở đắc này, sở đắc nào đó, thì cái tâm của mình nó sẽ bị hướng ngoại, và nó mê muốn, nó làm cho cái mà hướng ngoại của mê muốn đó, nó làm cho tâm mình gọi là rơi vào cái tình trạng gọi là sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi chính là cái tâm mà cứ khởi lên nắm bắt rồi đạt được rồi chán rồi nắm bắt cái khác rồi đạt được rồi chán, cứ đó là chính cái đó là cái sinh tử luân hồi. Còn khi cái tâm của người đang ngồi giải thoát thì như thế này, hệ mà có nhiều gì thì tâm sẽ ứng ra chính xác, còn không có chuyện gì thì tâm trở về là phóng lặng trong sáng. Nên trong thiền người ta mới nói là sự đa như tâm thì thiền, sự khứ như tâm thì không. Đó chính là cái thầy vừa trình bày toàn bộ cái sự thật mà để mọi người từ mình soi sáng lại mình để thấy, và tất cả mọi chân lý đó đều có sẵn nơi mình, không cần phải may mượn bất kỳ ai khác, mà là tất cả chân lý đều có sẵn nơi mình, chỉ cần là biết soi sáng lại mình để thấy ra được tất cả cái chân lý đó mà thôi. Còn một các cái tôn giáo khác
Ví dụ Ba La Môn thì họ là cố rèn luyện để cho cái chế ngạn được thành đại ngạn. Hoặc là một số đạo, một tôn giáo thì họ nghĩ rằng là có một cái đấng tạo hóa nào đó, mà bây giờ mình sinh ra bây giờ mình phải trở về với cái đấng tạo hóa đó. Còn là Phật thì nói rằng là tất cả chúng sanh nó đều có sẵn, là có viên một quý. Nên nói như thiền sư Trần Nhân Thông tổ thiền Trúc Lâm á, thì là nói là gia trung thuộc và vô tâm mình với cái vô tâm mà vẫn thiền, tức là nếu mình mà xúc chạm việc đời mà tâm cũng nằm không sâu thì đó là thiền, chẳng cần phải không cần phải gọi thiền đâu nữa. Và không cần tìm ở đâu xa mà ở trong mình đã có sẵn cái gia trung thuộc bạn, tức là trong chúng mình ấy, đã có sẵn cái viên ngọc quý. Viên ngọc quý đó chính là cái tâm của Phật Sarajita mà thầy vừa giới thiệu. Thì bây giờ còn nửa tiếng nữa, thầy để cho các Phật tử đặt câu hỏi. Thầy con muốn dạy dùng là bạn đào ba năm của họ bị họ bố là tiểu dạ 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 ông phải có người đó. Cũng thế, tức là mỗi người đó họ cho rằng là mình là một cái chuyện ngã. Chuyện ngã là sao? Tức là cái ta đó, cái ta, nhưng cái ta, này còn nhỏ. Cái ta này còn thiếu sự, không có, chưa đầy đủ. Cho nên mình phải rèn luyện, phải có được cái này, có được cái kia, cho nó cho đến lúc mà cái ta nó trở thành hoàn hảo, trở thành đại ngã. Nhưng mà như vậy á, họ phải đòi hỏi là phải rèn luyện để trở thành. Chỉ Đức Phật á, là cái người mà nói ngược lại hoàn toàn, là bất kỳ một cái tiến trình nào mà đều trở thành á, và tiến trình đó đều là vào lúc mà sinh tử. Mà đạo Phật á, là bởi vì tất cả mọi sự thật đều đã có sẵn rồi, bây giờ mình chỉ có sáng suốt để thấy ra thôi. Ngày hôm qua đó, hôm qua thầy giảng ở bên chỗ cái hồi Tam Bảo thì thầy con có lấy ví dụ như là cái cuộc đời hay là cái bản thân mình nó giống như cái bếp ăn, cái bếp nấu ăn, trong đó có những cái thực phẩm. Thì người nào mà vào trong bếp đó, mà biết rõ từng cái thực phẩm nào như thế nào, làm sao ra cái gì, biết rõ các cái thiết bị nấu ăn như thế nào, thì lúc đó cái người đó sẽ nấu ăn ngon hơn. Còn cái người nào mà không biết thì vô đó bây giờ có sân hào hại vì trong đó đi nữa thì cũng như không. Thì mình cũng vậy, thật ra mình đó là có đầy đủ tất cả những cái yếu đến tốt đẹp nhất, nhưng vì mình cũng biết cho nên mình cũng sử dụng được, cũng phát huy được cái ý người và đạo đức đó. Thì cái cuộc đời này nó có cái hay là chính cái cuộc đời này nó là cái va chạm là để cho giúp mình thấy ra được cái một vài cái thứ mình đã sẵn có. Chứ còn nếu cái va chạm mình không biết được. Như vậy thì sau này đời như là cuộc đời là thử thách, mà thử thách gì thì phải qua một quá trình, qua một thời gian đó, thử thách đó gặp những cái gương xấu đó, thì cuộc đời sẽ không thay đổi xấu, đúng rồi. Cái xấu đó thì là do thái độ của mình, thái độ của mình cũng là một trường hợp đó, nhưng mà lại là cái người người ta biết thì người ta là nhận thức và hành vi tốt. Nhưng mà cái người mà không biết đó, thì nhận thức và hành vi sai xấu thì cái sai xấu với con thì. Nhưng mà bởi vì cái cuộc đời này thật ra ở đây mỗi người chúng ta chỉ có hai điều thôi, đó là nhận thức và hành vi. Trong bản chánh đạo đó, thì chánh kiến, chánh tư duy là nhận thức, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn là hành vi của thân, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh niệm là hành vi của tâm. Rất rõ là như vậy thì mình thấy là đạo Phật đó là
là chỉ có nói là nhận thức và hành vi đúng tốt thì đó là bát chánh đạo, còn nếu là nhận thức và hành vi sai xấu thì đó là bát tà đạo. Thì không phải là đi cái chuông này mà là do nhận thức và hành vi của mình về cái chuông này, hay là có người chơi mình thì không phải là do người đó chơi mà làm cho mình khổ, mà là do nhận thức và hành vi của mình đối với việc chơi đó như thế nào. Ví dụ như bây giờ có người thì nói ủa may quá, mình đang muốn tu nhẫn nại, cái người này họ chơi dùng mình thì mình để mình nhẫn nại, may quá bữa nay mình đã được gặp được cái người để giúp mình nhẫn nại. Ví dụ như thì lại là rất đúng. Cho nên do nhận thức và hành vi của người đó. Dạ sư, xin cho con hỏi. Dạ, khi mà mình muốn bắt đầu thiền soi sáng thì bước đầu mình phải làm gì? Mình có phải là tại vì bây giờ từ trước tới giờ cái thói quen của mình là mình, cái hành vi của mình đối với những cái sự mà xảy ra cho mình thì mình chỉ biết react thôi, mình chưa có thể mà ngừng lại coi ra trong cái tâm của mình đang xảy ra những cái gì. Thì mình bắt đầu từ đâu? Phải thiền mình phải ngồi xuống rồi mình tập hơi thở để cho là như là mình chậm lại, thì giống như con xuống biết là mình muốn bắt đầu ra sao. Thực ra đó là cái mà mình bắt đầu đó là chính cái khoảnh khắc đang làm. Ví dụ bây giờ mình đang đi trên xe buýt, có người lấn mình, lấn mình thì mình không sân. Thì nếu mà mình không quay lại để nhìn á thì mình sẽ không thấy mình sân, mà mình chỉ thấy người đó sai, và lúc đó mình sẽ muốn sân lên rồi mình nói thế này cái kia được thứ. Còn nếu mà mình bình tĩnh á thì mình có thể là không gây ra cái tai hại nào cả. Vì vậy cho nên á, ngay cái khoảnh khắc đó mình phải soi lại chính mình. Trong cái đời là nói thôi mình cứ cãi đi cái đã rồi lát nữa mình ngồi nhà ngồi một kia cái nồi sân lên kia rồi đó, lúc đó thấy nó đi với đập mình quá, lúc đó về ngồi trên lại thì nó cũng mệt hơn. Mà chưa chắc lúc đó mình về ngồi trên được, thì mình về mình để ngồi trên cái bàn được, mình đi mua đồ cái gì dùng, lúc đó mình không nói gì nữa để ngồi trên. Trong khi đó là ngay khoảnh khắc đó mình phải quay lại để mà nhìn mình lên thì mới được. Cái lập tức cái Phật ngài nói này, pháp là gì? Pháp là quay về ngay cái thực tại đó thì thấy ngay mà không qua thời gian, đó chính là thiền. Tức là khi mà cái chuyện như người nào đó mà họ gây cái khó khăn gì đó cho mình và mình khởi tâm lên như thế nào, tức là cái sự tương nhau với quan hệ giữa mình với người đó như thế nào, mà trong đó mình phải nhìn lại để xem thử là cái phản ứng của nội tâm của mình nó như thế nào đó. Tức là phải sắp quay lại để mà soi sáng lại đi. Thì nếu mà trong đời sống hàng ngày thì lúc nào mình cũng quay lại soi sáng lại mình đó. Hay là thầy có cái cách diễn tả cho nó dễ hiểu đó, là mình luôn thần trọng chú tâm quan sát với mọi hoạt động của mình, hoạt động về thân hay là ban đầu thì mình thấy rõ ràng những hoạt động về thân, dần dần mình thấy rõ hơn, sâu hơn một chút là về những cái cảm giác cảm xúc, rồi sâu hơn nữa mình sẽ thấy ra được cái phản ứng nội tâm của mình như thế nào, và dần dần mình sẽ thấy rõ được cái quan hệ giữa mình và cái thế giới xung quanh như thế nào. Khi mình thấy rõ tất cả những điều đó rồi á, là mình sẽ cũng dừng từ lại. Dạ đây là một câu hỏi trên mạng, người ta hỏi bạch thầy, nguyên ủy vũ trụ là vô ngã hay ngã là nguyên ủy của vũ trụ? Cái này á, chỉ trả lời cũng được, nhưng mà không trả lời cũng được.
là bởi vì thế này, thực ra cái chính đó, không phải là mình quan sát cái vụ đồ ngã vô ngã hay là ngã, mà mình quan trọng là mình nhìn mình đó, lúc đó đó. Ví dụ như bây giờ đó, thầy đây là hàng cái thầy lấy ví dụ á, thì cái đứa bé nó đi cái đồ vấp đáng, nó khóc, cái người mẹ nó tới đánh cái chỗ đó, đánh cái chỗ đất đó, để mày đánh nó thôi. tức là đã ngay từ nhỏ là đã dạy con sai rồi, ngay từ nhỏ dạy con sai, tức là nguyên nhân là do nó đi sai, chứ không phải là do cái đất, tự nhiên mình đánh cái đất, tức là ngay từ nhỏ là mình đã dạy cho nó cái nhìn sai lầm rồi. Vấn đề là nó không phải là đất, mà vấn đề là mình đã có thái độ như thế nào. Thì cái thái độ đó mới là ngã hay là vô ngã. Chứ còn cái đất này, cái vũ trụ này đó, thì vô ngã hay vô ngã, ngã hay vô ngã là do mình ép lên thôi. Thì đó là nó chứ đâu có ngã vô ngã gì đâu, phải không? Nhưng mà tại vì mình cho là ngã, cho nên Đức Phật ngài nói vô ngã để mình phá cái ảo tưởng bằng ngã của mình đi. Cho nên thực tế mọi sự mọi vật đều là cũng phải ngã mà không phải vô ngã gì cả, mà nó như nó đang là rồi. Nhưng mà cái quan trọng đó không phải là vũ trụ này ngã hay vô ngã, mà quan trọng là lúc đó thái độ của mình là ngã hay vô ngã. Và khi mà thái độ của mình là ngã thì mình sẽ thế nào, và thái độ là vô ngã thì sẽ thế nào, mình phải thấy ra được điều đó. Đó mới là quan trọng. Con người ở đường sau. Dạ. Em hỏi cho anh, cho anh thì em hỏi. Dạ. Tại vì con vừa nghe hòa thượng mà rất là thanh tịnh, mà con nghe cái bài nói là. Ở đâu này? Ai hỏi? Đây. Dạ. Bớt nghe, bớt nói, bớt nhường. Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, để tâm thanh tịnh. Do mình bình an, có nghĩa là nếu mà mình không nói, không nghe, không bớt thì mình chắc là mình có bình an không thầy? Hay là có điều kiện gì nữa, chứ nếu mà như vậy thì con, nếu mà rất là dễ, nhưng mà không bao giờ mà có ai mà có tâm thanh tịnh nữa, bớt nghe bớt nói bớt nhìn thì tâm mình sẽ thanh tịnh, cho mình bình an. Nhưng mà con nghĩ là nếu mà có những cái điều kiện đó thì quá dễ đi, nhưng mà làm sao mà mình đạt được tâm thanh tịnh nếu mà mình không nói không nhìn không? Nếu như mà do nghe nhiều rồi nói nhiều, nhìn nhiều mà tâm mình nó dao động, nó bất an thì cũng nên bớt. Nhưng mà cái chính yếu trong đạo Phật, cái chính yếu không phải là mình giữ cho tâm thanh tịnh hay là tâm không thanh tịnh. Bởi vì nếu thanh tịnh hay không thanh tịnh thì cái đó nó vẫn là cái trạng thái thôi. Mà cái chính không phải là mình giữ một trạng thái nào, mà cái chính là thấy ra được tất cả mọi trạng thái để mình không dính vào trạng thái nào. Tức là mình đồng mà mình không dính thì tốt hơn là mình cố tình mà mình dính. Cho nên người nói rằng là ưng vô sở trụ duy sinh kỳ tâm, như vậy này. Và Đức Phật thì ngài nói là khi thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp mà không tham ưu, không dính mắc, không nương tựa bất kỳ điều gì. Đức Phật ngài nói trong cái tứ niệm xứ là rất rõ như vậy. Còn trong kinh Kim Cang thì nói là ưng vô sở trụ duy sinh kỳ tâm, tức là không phải là mình không nhìn, nhưng mà nhìn mà không trụ vào cái gì.
mình không phải là không nghe, mình cũng đủ bằng cái nghe, à, không phải tức là mình vẫn là sống tất trong tất cả cái cuộc sống này, nhưng mà mình thấy rõ cái quan trọng của đạo Phật ấy, là vì đạo Phật là giác ngộ, và giác ngộ mình phải thấy ra, thấy rõ, cho mình thấy rõ thế. Khi mình thấy rõ một pháp gì đó, tức là mình thấy cái pháp đó sinh như thế nào, diệt như thế nào, à, mặc lời mặc hài của nó như thế nào, nhân quả của nó như thế nào, à, nếu mình thấy ra được tất cả những cái đó, đó thì mình sẽ không bị cái pháp đó nó ràng buộc mình, trói buộc mình. À, vì vậy cho nên và vì cũng ràng buộc mình cho nên mình không phải trù vào đó, không phải trù vào tình, cũng phải trù vào đâu, không được vào đó cả, mà là đồng tình cũng được, nhưng mà cũng vẫn không trù vào đồng cái tình gì cả. Mà muốn như vậy thì phải thấy ra được cả hai mặt của cuộc sống. À, chứ còn mình ấy, thường thường khi mình tu mình cứ tìm một mặt, ví dụ như mình cứ tìm cái mặt tình thôi, nhưng mà cái mặt tình của một cái trạng thái đó nó khác, và cái tình của một thái độ đó nó khác. À, cái trạng thái tình đó có thể là trạng thái tình nào, giả sử bây giờ ở đây mình ngồi yên hết thì nó là tình, à, nhưng đó chỉ là trạng thái thôi. Nhưng cái quan trọng là thái độ đó. Thái độ tức là khi mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay là biết mà tâm vẫn là rộng lạc trong sáng thì lúc đó mới là, tức là cái thái độ rộng lạc trong sáng chứ không phải là trạng thái yên tĩnh. Quý vị phân biệt được cái điều này thì mới được. Mình rất là thường thường là mình tìm một trạng thái, ví dụ như mình ngồi thiền thì mình tìm một trạng thái yên tĩnh, như vậy là sao? Nhưng mà bây giờ mình xúc chạm với mọi chuyện nhưng mà tâm mình vẫn là không động lắm, thì đó mới thật sự là tiền. Và cái tiền này là cái tiền của thái độ chứ không phải là tiền của đàn pháp. Xin phép thầy hỏi cái này, thì con người á khi mà không bị đau á tại vì con người phàm, người con á khi mà không bị đau á thì không có phản ứng, mà khi bị đau có nhiều người phản ứng mà phản ứng theo cách khác nhau, thì đa số là bị cái điều đó mà rất là khó tránh. Thì có thầy có thể có cái cách nào mà để giúp cho mọi người có thể là từ từ giảm nó đi, vì khi bị cắt ra máu rồi khi đó lúc đó rất là khó mà cư xử lại, cho nên tôi để thì cái này cũng cần phải mỗi người đều phải đã có trải nghiệm. Nếu mà có ai có đọc cái trang web của thầy mà trong phần mọi tháng thì có rất nhiều trường hợp là nhiều cái người họ mình rất là nặng nhưng mà họ biết cách lắng nghe và cộng về cảm nhận lắng nghe lại cái bệnh của mình đó. Thì họ thấy là bắt đầu là họ rất là sợ hãi, lo lắng, hay là toan đến thế này thế kia. Và đến khi họ còn mềm lắng nghe thì họ cảm thấy là họ thoát ra được cái sự cái áp lực của cái đau đó. Thì tái ra là thế này, cái đau đó nó chỉ là tạo ra cảm giác đau thôi chứ nó không tạo ra áp lực. Quý vị nghe cái này hơi kỹ chưa? Thân đau nhưng mà tâm không đau đó mà. Và đó, tức là khi cái đau á, là nó chỉ tạo ra cái cảm giác đau thôi chứ nó không tạo ra áp lực. Mà chính cái tâm đối kháng của mình á mới tạo ra áp lực. Tạo ra áp lực. Nhưng mà sẽ nói cho thầy thì trong cái đau á, đau của cơ thể chỉ có thể cần, nhưng mà đau của người thân ấy, nó lại cộng thêm một chữ thân mà. Thành ra cái đó nó nặng hơn, nó là tự nhiên người đó vì thương, vì thân của người thân mà lại hành động khác. Cái đó là thì cái đó là cái đau đó là thường là do áp lực hoặc nặng nhiều hơn là cái đau thật. Ví dụ như người mẹ cũng đau gì hết, người mẹ rất mạnh khỏe, nhưng một đứa con đau thì đứa con á, chịu đi, chính bản thân đứa con thì nó chịu được cái đau đó, nhưng một người mẹ lại không chịu được.
mà ngày này không đau gì cả. Bác, cô hiểu như này thôi. Cái là ngày này không đau gì hết. Mình phải cố gắng. Nhưng mà cái đau của đứa con nó làm cho người mẹ nó đau hơn cả đứa con, có khi đứa con nó đau chỉ vậy thôi, cho nên không sao hết. Như vậy cái này đó là do cái ngã, cái ảo tưởng, cái bản ngã. Mà thầy gọi là cái tan ảo tưởng. Và trong đó trong tâm lý học thì nó nói là đó là bởi vì mình có một tâm lý là mình đồng hóa với những người khác. Tức là trong tâm lý đồng hóa với người khác, tức là đồng hóa mình với đứa con. Cho nên đứa con đau mà mình sợ mình đau, cho nên thực tế là không có. Nên nếu mà mình bình tĩnh sáng suốt đó, thì mình sẽ xử lý tốt hơn là mình đau như vậy. Bởi vì nếu mà mình đau như vậy thì cứ ngày ngày người mẹ sẽ mất ăn mất ngủ, sẽ bị căng thẳng và cũng sinh bệnh luôn. Trong lúc nếu mà người mẹ bình tĩnh thì có thể là nếu bình tĩnh sáng suốt thì có thể lo cho đứa con dễ dàng hơn. Đưa đi mà thương hay đi khám bệnh như thế nào hay là bình tĩnh để mà xử lý cho nó đúng tốt. Thì mình là vì cái ảo tưởng của bạn ngã nó quán buộc mình nhiều quá. Thì cái điều này cũng là bài học để cho mình thấy rằng là trong đời sống đó, cái ảo tưởng của bạn ngã nó quán buộc mình lớn như thế này. Thì cái cách, một cách mà có thể nói là một chiêu rất là là có thể giải quyết được tất cả mọi thứ, đó là luôn quay lại để mình cảm nhận là chính cái cảm giác của mình, cái cảm xúc của mình như thế nào, hay là thái độ của mình như thế nào. Thí dụ lúc đó mình sợ thì mình phải lắng nghe lại sợ có cái sợ nó đang diễn ra làm sao. Nếu lúc đó mình đau lớn, đau khổ chứ không phải là đau, khổ chứ không phải đau. Có nhiều người đau mà không khổ, nhưng mà có người này không đau gì hết mà lại khổ. Đem đi khám thì cũng thấy bệnh gì cả, bác sĩ nói không có bệnh gì hết mà sao cứ khổ hoài. Thành ra mình phải lắng nghe lại. Thì cái điều này là chính thầy đại nghiệm, cho nên thầy như là dám nói mình như vậy. Và cũng vì có đại nghiệm và truyền đạt cái điều này, cho nên cũng có rất nhiều người họ làm theo và họ cũng thành công. Tức là thầy có gặp một cái cương mình mà nó cực kỳ khó chịu, thế nào chịu được. Thì phản ứng của mình luôn là cứ muốn phát ra khỏi cái bệnh đó. Nhưng mà mình thấy ra là chính cái tâm cái mình đó nó mới tạo ra áp lực. Chính cái mình muốn phát ra khỏi cái bệnh nó tạo ra áp lực. Thì thầy ngồi vừa đó là nó lên sốt lên cao. Sốt lên cao gần như là lên ban luôn. Thế nhưng mà thầy mới thấy là bên ngoài thì sốt lên cao mê man, nhưng bên trong mình tâm mình rất sáng. Đó cũng là một cái đại nghiệm để thấy rằng là cái tâm mình nó cũng phải dẹp vì những cái bên ngoài nó chi phối đâu. Thì thầy ngồi biết là khi nó buông ra, thầy ngồi thầy cảm nhận cái đau của mình, thì tự nhiên thấy nó dịu xuống. Có thể cái cơn đau thì nó vẫn như cũ thôi, nhưng mà vì nó mất đi cái phản ứng của mình ấy, cái phản ứng căng thẳng của mình ấy, cho nên nó dịu lại. Thì lúc đó nó lại là gần như không bị áp lực của cái đau nữa. Thì thầy kể một cái chuyện khác về tâm lý. Cái chuyện này thì thầy kể rất là nhiều lần rồi. Hồi đó thầy ở trung kỳ viên á, là ba mặt đường, là ba mặt là đường, còn một mặt đó là giáp của nhà trên. Cho nên phải nói là thầy là ô tô là ở một cái chỗ ồn ào nhất. Mà cũng nhờ vậy cho nên sau này là thầy là cũng sợ ồn ào. Ồn ào mấy anh canh ta nữa. Thì cho nên cái đó là cũng nhờ pháp đến giúp mình học ra được cái bài học đó. Thì cái phòng của thầy ở là cái sau lưng là cũng được. Thì cái tối đó là dân phòng mấy cậu thanh niên
làm như sao tròn cái chỗ ngay dưới cái cửa sổ phòng thầy đó, ngồi lại đó thì thầy đã ngủ. Ngủ khoảng 12 giờ đêm mới nghe, nghe hát, nghe đánh đàn rồi cũng sùng cho mình thức dậy. Thức dậy tức là mình hát ứng liền à, cái cùng mình thức dậy đang ngủ ngon lành, thức dậy tức là mình có cái phản ứng liền là bực tức. Và trong bụng là nhiều vụ mấy cái này ở cái giờ này người ta ngủ mà ồn ào mà hát cái gì có ai mà mất dậy rồi. Nhưng mà nhờ mình cũng biết tu cho nên mình quay lại nhìn thì tự nhiên có thể thay đổi cái tư tưởng, thay đổi theo điều khác. Cho nên nghĩ rằng là à, nhưng mà bây giờ này là bây giờ đang làm cái đứa này nó còn cả là nó ở nhà nó ngủ, nó ăn nó ngủ, bây giờ bác nó đi hát mà đi hát á mà nó ngồi thì bác nó ngủ mất, cho nên nó phải đàn hát chứ, phải đàn hát để nó lên định, nó đi gác cho mình, cho cái an ninh cho cùng của mình. Thế tự nhiên mình là nghĩ ngược lại cái à, tức là cái tâm mình khi mà nó nhiều là cái mình nghĩ cái mặt tích cực, mà khi mà cái tâm mình nó sân si là nó nghĩ cái mặt tiêu cực. Thì khi mình nghĩ mặt tích cực cái thì tự nhiên mình nhẹ nhàng, có mình cũng hồi nào là đàn hát mình còn ngủ. Mà trước đó là mình cứ gan một càng bực cái là ngủ không được. Cho nên đó, dù là mình về thân hay là dù mình về tâm gì cũng vậy, mà mình chỉ cần là ngồi cảm nhận lại cái trạng thái đó đang như thế nào, mình biết trạng thái hiểu như vậy thôi, chứ đừng cố mà dẹp nó đi để mà đạt được cái khác. Và mình chỉ trải nghiệm toàn bộ nó thì nó lại trả lại cái bình thường. Chúng phải có điều như vậy, mình mới phát hiện ra một điều là khó chịu là bởi vì do cái áp lực từ thái độ của mình, chứ không phải là do cái sự kiện đó tạo ra áp lực. Thưa sư, hồi nãy con có nghe sư nói là tất cả mọi việc xảy đến với mình đều là tốt, pháp xảy đến với mình đều là tốt. Thì khi con hỏi với con, thí dụ thiên tai, nhũ nhục, nhàm chán, gây quả hoạn rồi cho những gia đình, con người còn ở sở, thì như vậy nó có tốt thứ nào hả sư? Thì tốt đó, nếu mà quý vị có đọc cái kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là tám cái nhân mà để cho chúng mình giác ngộ đó, thì trong đó có cái nhân đó à, cái nhân mà bệnh tật, nhân mà đập đất thiên tai, nhân quả hoàn, nhân cái đó mình mới giác ngộ. Chứ còn nếu mà mình yên hết đến đó, thì cũng bao giờ mình giác ngộ được. Nếu mình yên thì mình cứ bám víu vào đó. Mà cái mà mình bám víu vào nó còn khổ hơn nữa. Cho nên nó tức cười thế này, là một người mà giả sử mình làm hát, mình mới vào xuất sinh, giả sử mình làm đúng chó đi, thì đúng chó nhiều lắm, 15 năm chết chứ mấy. Nếu mà một người mà hành thiện mình mà vào trong cái cõi mà vô sắc giới thì tụi nó rất là hạnh phúc. Nhưng mà ở đó cả hàng tỷ tỷ năm mà không thể nào giác ngộ. Cho nên thật ra cái cuộc đời này mà nó là nắng lửa mưa dầu, nó là vô thường của vô ngã, chính là để giúp mình giác ngộ. Hồi nãy thầy nói đó, có người mất 5.000 đô, nhưng mà nhiều khi mất 5.000 đô họ lại thấy là mình giải thoát. Nhưng mà có người mất 5.000 đô thì thấy đau khổ là do thái độ của mình thôi. Cho nên đó là người Ấn Độ đó, họ có bốn cái nguyên lý sống rất là hay. Thứ nhất á,
là người nào mà mình gặp trên đời đều là đáng gặp, kể cả gặp kẻ thù. Bởi vì thế ra bởi vì nếu mà mình nói cho là thầy nói đều tất cả đều là nhân duyên của pháp á, mà đã là nhân duyên của pháp á thì đều là đến để giúp mình giác ngộ cả. Cho nên là bây giờ mình dù là mình gặp người thân, dù gặp kẻ thù gì đó thì mỗi cái người đó đều có giúp mình một mặt nào đó. Kẻ thù thì giúp mình đó là cảnh giác hơn, cung văn hơn, không? Chứ còn nếu mà mình ở trộm, thí dụ như quý vị ở nước này cũng ai trộm cắp gì cả, cho nên cũng cần cảnh giác. Khó lắm. Không có gì. Thầy ví dụ vậy, tức là sao không cần cảnh giác. Nhưng mà khi ở cái chỗ mà người ta cứ dịch, đi đâu bị dịch đó, thì mình biết cảnh giác. Thành ra cái đồ cảnh giác đó, nó giúp cho mình là phát huy được cái tuệ và nào đấy. Cho nên cái người nào mà mình gặp trên đời đều là đáng gặp. Và thứ hai đó là cái việc gì mà xảy ra với mình trên cuộc đời này đó, thì tất nhiên là nó xảy ra. Nó phải có cái nhân quả, phải có cái luật vận hành gì đó nó mới xảy ra, chứ không có cái gì mà nó tự nhiên nó xảy ra một cách vô lý cả. Cho nên đó, việc gì mà nó đến với mình đó là tất là có một cái gì xảy ra. Mà cái việc đó, khi xảy ra, nếu mình biết xem đó là bài học giác ngộ đó, thì nó là giúp cho mình thôi. Điều thứ ba đó, cái gì mà xảy ra đó đều là đúng lúc cả. Mình thì thường nói là phải chi mà nó sớm hơn chút thì tốt hơn, phải chi mà nó trễ hơn chút thì tốt. Nhưng mà đến thực tế đó, tất cả mọi chuyện xảy ra đó, đều là xảy ra đúng lúc của nó cả. Nên biết nó phải đến cái lúc đó nó mới chín. Cái tự nhiên bắt nó chín trước cái là nó phải chín sau rồi không được. Nếu mà cái nhân duyên nó như vậy thì nó phải chín bằng lúc đó. Cái đồng hồ nó phải tới ngang đó thì nó tới giờ đó thôi. Cái biểu nó chậm đi thì hay là sớm đi cũng được. Cho nên đó, cái gì xảy ra thực ra là đều đúng lúc của nó hết. Và vì vậy cho nên mình phải có một cái niềm là cái gì đến thì cứ đến, cái gì đi thì cứ đi. Cho nên là như thế này mà Đức Phật rất là dễ hiểu, mà gọi là Phật Như Lai. Như Lai là sao? Như Lai là đến đi vô ngại, chứ không phải là bị đến hay là bị đi mà là đến đi vô ngại. Thì khi mà mọi chuyện gì mà đến với mình hay là nó đi khác khỏi mình, ví dụ như là có một cái người những cái trong nhà có một người chết, như câu chuyện mà cũng kinh đó là có cái gia đình nó có một cái người con trai chết, mà người cha người mẹ có người vợ của cái người con trai đó là thiêu cái người con trai đó. Mà Đức Phật đi ngang qua thế là mọi người đều mặt mày đều rất là tỉnh táo. Đức Phật hỏi là sao đây, người này là người nào? Đây là con trai của con. Người kia nó đây là chồng của con. Mà sao mà chồng của con trai mà tỉnh mơ vậy? Thì mấy người đó nói là tại vì nó đến thì chúng con đã, khi đến với trong cuộc đời chúng con thì chúng con đã làm hết mọi cái nhiệm vụ cho cái bộ phận của chúng con hết rồi. Bây giờ đi thì thôi, tức là đến thì đến, bây giờ đi thì thôi. Đó. Thì cứ bây giờ đi thì thiếu không. Cho nên là nếu mà là mình không cái gì mà cái gì đến thì đến, đi thì đi. Mà tất cả những cái đó, nếu mình chưa kiểm đến độ sâu xa thì mình thấy đó là đều là một cái sự vận hành hết sức là mầu nhiệm của pháp. Kể cả những cái mà khó khăn hay là trở thành gì đó đấy với mình, đó cũng là một cái vận hành mầu nhiệm của pháp để giúp cho mình thấy ra một điều gì đó. Cho nên thực ra cuộc đời này chính là cái trường thiền lớn, mà mỗi cái tình huống chính là cái tấm gương để mình soi sáng lại chính mình. Và cái mà cái cốt lõi của đạo Phật chính là một người soi sáng lại chính mình trong bối cảnh của cuộc đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.